Chào mừng các bạn đến với kênh Manuji Vlog. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xoay khối Rubik 3x3 này với phương pháp là FHL tự nghiệm. Thì phương pháp FHL tự nghiệm sẽ giúp chúng ta rút ngắn được thời gian giải Rubik. Vì khi mà chúng ta đã làm xong cái ROS ở tầng 1, thì với phương pháp FHL tự nghiệm thì chúng ta sẽ giải cùng một lúc tầng 1 và tầng 2 cùng một lúc. Vậy chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian rất là nhiều. Thực ra thì phương pháp FHL tự nghiệm này á, thì nó không phải là quá khó. Chỉ cần các bạn cố gắng chú ý và tập trung theo dõi mình làm. Các bạn nhớ là hãy xem khá là chậm rãi. Và khi mà không hiểu nên tua lại để mà xem. Thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Và ban đầu á, khi chúng ta sử dụng phương pháp FHL này á, để mà hoàn thành cục Rubik á, thì tốc độ có thể hơi chậm hơn cái lúc mà mình sử dụng phương pháp cơ bản. Nhưng mà khi mà chúng ta đã thành thục rồi á, thành thục cái FHL rồi á, thì tốc độ xoay chúng ta sẽ nhanh hơn cơ bản rất là nhiều. Đó. Thì hầu như cái công thức mới nào cũng vậy chứ. Lúc đầu á, thì các bạn có thể chưa quen thì mình sẽ làm khá là chậm. Nhưng mà khi đã quen rồi á, thì tốc độ rất là nhanh. Nên các bạn học phương pháp FHL này rồi các bạn xoay chậm, các bạn đừng có nản mà cố gắng luyện tập thật tốt cái FHL thì tốc độ của bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều. Để mà hoàn thành tốt được cái FHL á, thì các bạn phải chú ý cho mình một cái điểm là các bạn làm sao phải tìm cho mình những cái viên mà liên quan đến màu trắng á, những viên góc liên quan màu trắng và những cái cặp cạnh nó như thế này nè, nó trùng màu với nhau. Ví dụ màu cam sẽ trùng màu cam, màu xanh lá sẽ trùng với màu xanh lá. Đó. Thì chúng ta phải đưa về được một cặp như thế này nè. Đó. Rồi chúng ta dùng cái cách mà thay góc cũng như mình chỉ ở tầng 1 cho các bạn đó, mình hướng dẫn tầng 1 đó, là sau khi mình đã tìm được một cặp cạnh giống nhau như thế này ha, thì các bạn đưa cặp này nè xuống đây thôi, là đưa qua bên chiều ngược lại nè, đưa lên nè, trả về nè. Đó. Đó. Thì cái nguyên tắc FHL tự nghiệm thì nó sẽ tương tự như vậy. Đó. Cái nguyên tắc của FHL tự nghiệm á, là chúng ta sẽ làm tương tự như vậy. Ở tầng 1 mà mình hướng dẫn các bạn á, thì mình chỉ làm bộ viên gốc thôi, đúng không các bạn? Đó. Thì ở cái FHL tự nghiệm này á, chúng ta sẽ làm cùng một lúc hai công việc, tức là viên gốc và viên cạnh cùng một lúc luôn. Rồi chúng ta đưa về, xoay qua chiều ngược lại, đưa lên, trả về. Đó. Đó. Thì đây là cái điểm trọng tâm mà chúng ta cần lưu ý. Rồi khi mà chúng ta dùng bất kỳ cái thu thập nào thì chúng ta cũng phải đưa về cái trường hợp như thế này. Đó. Nguyên tắc của FHL là như vậy. Đó. Rồi mình sẽ để thực hiện cái hướng dẫn cho các bạn FHL đó, thì mình sẽ tráo cái cục Rubik này lên. Thì sau khi scramble của Rubik này á, thì chúng ta phải giải được ROT nha các bạn. Chúng ta phải làm được ROT trước. Thì mình có hướng dẫn giải ROT nâng cao. Nếu mà bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem lại ở cái phần mô tả. Mình có để cái link mình hướng dẫn cách giải phương pháp ROT nâng cao. Đó. Thì đầu tiên á, các bạn phải giải được ROT. Rồi sau đó mình mới giải được FHL nha các bạn. Rồi. Thì như mình đã nói á, thì cái điểm trọng tâm của phương pháp FHL này á, là chúng ta phải làm sao tìm được viên góc và viên cạnh nó trùng màu với nhau và nó liên quan tới màu trắng. Thấy các bạn, ở đây ví dụ như viên góc là màu xanh lá thì ở đây viên cạnh cũng là xanh lá, viên góc là cam thì ở đây cũng là cam. Đó. Và màu trắng ở đây thì chúng ta làm sao mà đưa về một cặp như thế này ha. Thì các bạn nhìn lên tầng 3 cho mình ha. Bạn đây tầng 1, tầng 2, tầng 3 ha. Các bạn chọn những viên nào liên quan đến màu trắng. Viên này ha, viên này hoặc viên này. Đó. Thì những viên nào liên quan màu trắng cũng được hết cả. Thì ví dụ mình chọn cái viên màu xanh lá và màu cam đi ha các bạn. Thì viên màu xanh lá màu cam á, thì chúng ta sẽ đặt cục Rubik nằm ở bên vị trí tay phải hoặc là vị trí đặt ở một vị trí tay phải. Để màu trắng là vị trí này nè, hoặc là màu trắng đó, nó phải ví dụ chúng ta chọn viên màu xanh lá màu cam thì màu trắng chúng ta phải đặt nằm bên tay trái như thế này ha. Đó.
hoặc là màu trắng nó phải nằm bên tay phải như thế này thì đúng. Còn nếu mà cái mặt màu, cái viên màu trắng mà nó nằm ở vị trí như thế này nè, chúng ta ví dụ chúng ta chọn ví dụ chúng ta chọn màu màu đỏ đi, màu đỏ xanh 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 dương đi ha, mà màu trắng mà nó nằm ở vị trí mà ở dưới này không được, như như vậy là được cho các bạn. Như vậy nè, nó nằm bên ngoài cùng vị trí này hoặc là vị trí này là được. Chúng ta chọn nè, hai trong vị trí này ha. Còn nếu màu trắng nằm vị trí này là không được, màu trắng nằm vị trí này là không được. Chúng ta chọn bất kỳ một màu, ví dụ bây giờ trong trường hợp này mình sẽ chọn màu cam và màu xanh dương ở xanh lá. Chúng ta để màu trắng ra ngoài cùng và vị trí ở đây nha các bạn. Đặt vị trí ở đây là không được nha các bạn. Vị trí này. Đó. Thì chúng ta phải, bây giờ chúng ta đã có viên gốc rồi đúng không? Bây giờ chúng ta phải có một thêm một viên cạnh nữa trùng màu để tạo thành một cái cặp như thế này ha. Thì các bạn tìm cho mình viên cạnh có liên quan tới màu xanh lá và màu cam ha. Các bạn tìm viên cạnh thì chúng ta tìm những viên giữa thôi. Đó. Đây, viên nằm đây. Đây. Ở đây mình tạm gọi là trường hợp 1 luôn nha các bạn. Đó, vị trí như thế này luôn là cái viên màu cam nằm đây. Viên có liên quan tới màu trắng, cam xanh lá nằm đây. Đó, thì mình tạm gọi là trường hợp 1. Rồi. Bây giờ các bạn tại vì á, nếu mà các bạn làm phương pháp này quen rồi á thì các bạn nhìn là các bạn sẽ biết là chúng ta nên xoay lên hoặc xoay xuống là có thể ghép được một cặp. Nhưng mà bây giờ mình mới mới làm thì mình nên thực hiện ướm thử ha. Bây giờ các bạn proxy vẫn nằm ở đây nha các bạn, không bị ảnh hưởng. Thì chúng ta nè, chúng ta xoay lên nè. Chúng ta xoay lên cái viên mà viên viên cạnh á mà có trùng màu đó. Thì ở đây mình thấy là nó về được đó, tức là màu xanh màu 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 xanh lá với màu xanh lá với màu cam ha, xanh lá cam, nhưng mà nó không về đúng như vậy, phải là hai màu trùng như thế này thì mới được. Như vậy là chưa được, chúng ta trả về vị trí cũ. Chúng ta đưa lên không được thì chúng ta phải đưa ngược lại, đưa xuống, chúng ta đưa xuống. Khi mà chúng ta đưa xuống thì cái viên cạnh dưới đây nè, chúng ta quay ngược lại. Hồi nãy lúc này lúc đầu nằm trên đây đúng không? Thì quay ngược chiều lại, nằm hướng này. Thì chúng ta trả về vị trí cũ. À, trả về vị trí cũ thì chúng ta sẽ được một cặp rồi nè. Đó. Nhưng các bạn lưu ý giùm mình nha. Các bạn lưu ý giùm mình. Bây giờ mình xoay cái cặp này nè, về vị trí ban đầu ha. Về vị trí ban đầu mình chọn nè. Các bạn lưu ý cho mình nha. Khi mà sử dụng cái phương pháp mà xoay lên xoay xuống như vậy á thì cái góc này nè, cái góc này nè, nó phải là một cái góc, phải là một viên trống hoặc là một 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 cặp FHL chưa được hoàn thành. Đó. Bây giờ cặp ở đây là viên trống nè, đó, và cặp FHL chưa hoàn thành nè. Đó. Ví dụ đi. Tại vì ở trên tầng 3 này mình xoay bất kỳ chỗ nào cũng được. Không ảnh hưởng gì hết. Ví dụ mình xoay ở đây nè. Đây. Thì mình có thể thực hiện được cách ướm này hay không? Nè, ví dụ nè, mình ướm thử ha, mình đưa lên, nó không trùng đúng không? Mình đưa xuống. Khi mà mình đưa xuống như vậy á thì ở đây nè nó xuất hiện ở ở đây nó đã có một cặp FHL hoàn thành rồi, chúng ta không thể nào hoàn thành được. Đó. Bây giờ mình nói chậm là cho bạn hiểu nè. Tức là cái viên ở vị trí như thế này nè, cái viên ở vị trí như thế này là không được nha các bạn, không được, tại vì ở đây đã có một cặp FL hoàn thành rồi thì chúng ta không thể nào mà dùng phương pháp ướm thử như vậy được, thì chúng ta phải chuyển qua vị trí khác, chuyển qua vị trí khác. Vị trí này mình vị trí số 1 là mình vẫn giữ y nguyên như bạn, mình chỉ thay đổi cái vị trí tầng 3 để mà nó phù hợp với cái phương pháp ướm thử của mình thôi ha. Đó, thì mình hai hai cái viên này vị trí vẫn như nhau, mình chỉ xoay ra để cho nó mất cái cho không 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 có gặp cái FHL đã hoàn thành. Đó,
khi mà chúng ta để như vậy nè, chúng ta đã gặp được một cặp FL đã hoàn thành rồi nè, đúng không? Cặp FL đã gấp hoàn thành rồi, thì chúng ta không thể thực hiện được phương pháp đó, chúng ta phải xoay qua một vị trí khác khi mà không có cặp FL hoàn thành đó, thì chúng ta có thể làm được rồi. Chúng ta phải làm, chúng ta làm y y chang cái cách hồi nãy mình chỉ đó nè, mình ướm lên nè, không được phải không? Trả về, trả về vị trí cũ, xong rồi mình nếu lên không được thì mình đi xuống, đi xuống thì mình xoay cái này ngược chiều lại đưa lên đó, thì chúng ta đã hoàn thành. Nhớ các bạn, nhớ là mình xoay cái tầng 3 làm sao mà không có chạm đến cái vị trí của những cái FL mà đã hoàn thành là được rồi. Chúng ta đưa về màu, khi một khi là các bạn đã hoàn thành được một cặp này, coi như là 99% các bạn đã hoàn thành được cặp FL này rồi, việc còn lại là các bạn chỉ đưa về thôi, rất là đơn giản đó. Chúng ta phải đưa đưa cặp này về đây thôi, rất đơn giản ha. Đưa qua nè, đưa lên, trả về đó. Hoàn toàn giống với cái cách mà mình hướng dẫn các bạn mà đưa cái một viên gốc á, ở video ở tầng 1 á đó, hoàn toàn giống như vậy. Các bạn có thể vào phần video của mình á, các bạn xem á, xem lại đó. Đó thì như vậy chúng ta đã hoàn thành, cũng không phải khó lắm phải không các bạn? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, sẽ có một trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai á, là chúng ta nhìn lên tầng 3 nó không có bất kỳ một cái viên liên quan đến màu trắng nào. Thì nếu mà không có bất kỳ viên nào mà liên quan đến màu trắng á, thì chúng ta đưa nó lên thôi. Thì ở đây mình có viên màu trắng mà nó chưa có hoàn thành cặp FL nè, mình đưa lên nè, đưa qua nè, trả về đó. Thì cái trường hợp thứ hai này á, nó khá đặc biệt là cái viên cạnh của chúng ta nó không nằm ở vị trí tầng 3 mà nó lại nằm ở vị trí tầng 2. Ví dụ như trong trường hợp này nha, mình chọn màu xanh lá với màu đỏ đi, thì ở đây có màu đỏ xanh dương thì không phải rồi. Chúng ta tìm hoài thì nó thấy nó nằm ở vị trí tầng 2. Thì để mà đưa cái viên cạnh này nè lên vị trí tầng 3 thì cũng rất là dễ dàng các bạn. Các bạn cũng dùng cái viên trắng này để mình đưa lên nè các bạn. Bây giờ nè, các bạn để ý nè, nó nằm cái màu viên màu đỏ và màu xanh xanh lá nó nằm ở vị trí này đúng không? Vị trí cái layer này đúng không? Thì mình sẽ đưa nó về cái layer này. Nằm ở vị trí layer này chứ. Vị trí này. Phải nằm vị trí như thế này mới được các bạn. Sorry các bạn. Tức là phải đưa về cùng một cái layer, đưa cùng về về cùng một tầng như thế này nè. Đó. Chúng ta đưa về như thế này thì không được nha các bạn. Đưa về như thế này thì mình không được. Nó cái viên trắng á, trong phương pháp FL tự nghiệm của mình đó, hướng dẫn á, thì lúc nào cũng vị trí này rất là quan trọng, vị trí này hoặc là vị trí bên này đó. Thì để vị trí như vậy, màu trắng ở đây, màu đỏ xanh lá ở đây và màu đỏ xanh lá ở tầng 2, thì mục đích mình đưa như vậy thì mình muốn đưa nó về từ cái trường hợp này nè, mình muốn đưa nó về trường hợp 1, tức là cái viên cạnh này nè mình sẽ đem lên trên đây đó. Thì cũng rất là dễ dàng, mình xoay xuống nè, xoay về trường hợp 1 nè, đưa lên đó, thì các bạn đã gặp được trường hợp 1 rồi đó. Tức là cái viên gốc nó nằm ở vị trí màu trắng bên tay trái trên cùng và cái viên cạnh nó nằm vị trí này đó. Rồi bắt đầu mình ướm, nhưng mà trước khi mình ướm mình xem coi ở đây nó có FL hoàn thành chưa. Ở đây thì chưa có FL nào hoàn thành cả, thì chúng ta có thể ướm được đó. Thì nếu mà các bạn làm lâu thì các bạn nhìn vô là có thể không thể ghép được, nhưng mà các bạn mới tập làm thì các bạn nên ướm giùm mình ha. Thì từ từ thì các bạn sẽ làm rất là nhanh đó. Ướm thử, đưa lên nè, không được, không trùng được, thấy không, hai màu không trùng với nhau, trả về vị trí cũ. Đưa lên không được thì mình đưa xuống, đưa xuống. Khi mà mình đưa xuống thì cái cạnh này nè mình phải đưa chiều ngược lại, thì ở đây nè mình phải đưa về đây ha. Rồi mình trả cái viên trắng về vị trí cũ đó, là chúng ta đã hoàn thành được cặp FL trong trường hợp mà cái viên cạnh nó nằm ở vị trí tầng 2 đó. Thì tới đây thì các bạn đã gần như là
rất là dễ dàng đưa về FL, đưa về cái mặt màu trắng ha các bạn. Đó, rất là đơn giản. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm tiếp một trường hợp khác nữa, trường hợp thứ ba ha, tạm gọi là trường hợp thứ ba đi. Thì hai cái cặp cạnh này nè, nó nằm ở vị trí như thế này. Khi chúng ta nhìn lên tầng 3 nè ha, có màu trắng này đúng không? Thì chúng ta đã có cặp, khi chúng ta để vị trí bên tay trái này đúng không? Đó, vị trí mà mình thường hay để nè, khi mà cặp bị trắng. Thì các bạn để ý nè, ở đây có màu đỏ xanh dương, ở đây cũng có màu màu đỏ và xanh dương. Đó, mặc dù đây là hai cặp này nó đứng gần nhau nhưng mà nó lại không, nó không giống như vậy ha, nó không có trùng màu như vậy. Đó. Thì các bạn trong trường hợp này các bạn xử lý như thế nào? Trong trường hợp này á thì các bạn đưa cặp này về á, về cái vị trí mà các bạn để cái mặt màu trắng ha, về cái vị trí nào mà nó không có màu trắng ở dưới đây ha, hoặc là cái màu trắng nó không, hoặc là không có cặp FL nữa đúng. Như vậy là chúng ta không để được nha các bạn, như vậy thì chúng ta không dùng được. Các bạn hãy để cho mình là không có cái cặp FL nào phía dưới á thì được, nó không cặp FL nào dưới dưới thì được. Đó, thì các bạn xoay lên cho mình ha, xoay lên, xoay qua trả về. Đó, thì bây giờ nè các bạn thấy nó cái trường hợp này nó khá giống trường hợp một mà mình làm đúng không, là cái vị trí viên cạnh nè nó nằm ở vị trí ở đây và viên góc á, vị trí một thì nó nằm ở đây đúng không, thì thay vì nó nằm ở đây thì nó nằm ở dưới đây. Đó, thì ở đây vẫn được nha các bạn, miễn là nó nằm ở ở vị trí này hoặc vị trí này, vị trí này hoặc vị trí này. Chúng ta không thể nào mà cho cái viên trắng nằm ở vị trí đây hoặc đây ha, đây hoặc đây là không được, vị trí trên này hoặc viên trắng hoặc vị trí trên này viên trắng. Ok, rồi bây giờ mình cũng dùng cái phương pháp để ướm các bạn. Thì các bạn đưa lên trên nè, đưa lên nè, đưa hết tất cả các chúng ta đưa lên trên luôn, đưa đến khi nào mà chúng ta gặp được cái viên cạnh đó. Thì trong trường hợp này khá là đặc biệt nha các bạn, khá là đặc biệt, tại vì khi chúng ta đưa lên như vậy á thì nó đã về cùng màu với nhau rồi nè. Đó, nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta dùng giống cái phương pháp một được, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái rose. Thì khi mà đã gặp cái trường hợp như thế này á thì các bạn xoay xoay cho mình về cái mặt màu trắng nha, ở tầng 3 nha, xoay về mặt màu trắng nha, xoay về màu trắng. Các bạn làm cho mình cái này ha, là xoay vào chiều ngược lại nè, các bạn đưa lên nè, các bạn trả về, rồi các bạn đưa về xuống, tức là các bạn đưa F21 này, tầng FL này xuống đây luôn. Rồi bây giờ cái rod này mình bị thiếu đúng không, mình trả cái rod này về vị trí cũ đi để không bị ảnh hưởng đó. Thì chúng ta đã có được một cặp FL nè, thì bây giờ mình chỉ cần đưa nó lên tầng 3, thì cái việc mà đưa lên tầng 3 rất là dễ dàng. Cái khó nhất của FL là chúng ta làm sao mà đưa nó về một cặp như thế này thôi, còn cái việc mà nó nằm ở vị trí như thế này thì chúng ta chỉ cần đưa lên nè, chúng ta xoay qua một hướng bất kỳ nè, qua đây nè, hoặc là chúng ta xoay qua đây nè, miễn sao không ảnh hưởng tới FL của cái góc tầng dưới thôi. Đó, thì nó lên đó. Rồi bây giờ chúng ta tìm màu đỏ với màu xanh dương, chúng ta đưa về thôi. Đó, thì hầu như là mình chỉ thấy là ba trường hợp đó là phổ biến nhất xảy ra với FL thôi. Đó, ba trường hợp đó là khá là phổ biến nhất. Và khi mà các bạn đã nắm được cái nguyên tắc hoạt động của cái phương pháp FL này rồi á, thì các bạn làm rất là nhanh, các bạn không cần phải ướm, các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta nên xoay lên hoặc xoay xuống. Đó. À, và một cái trường hợp mà liên quan đến tầng 3 thì các bạn nhìn ha. Cái trường hợp nằm như vị trí như vậy nè. Đó. Thì đây cũng là trường hợp của tầng 3 nha các bạn. Các bạn chỉ cần đưa lên nè, xoay qua hai lần nè, trả về thì nó đã trở về
cái trường hợp 3 thì các bạn dựa vào cái hướng dẫn của mình ở trường hợp 3 thì các bạn làm được thôi. Đó. Thì chẳng qua là nó nằm ở dưới thì mình đưa lên trên thôi là nó sẽ ra được trường hợp 3. Đó. À, mình có một số lưu ý cho các bạn là ví dụ các bạn gặp trường hợp như thế này ha. Các bạn gặp trường hợp như thế này tức là nó không về được trường hợp 1, tức là cái màu màu trắng này nè. Khi mà mình để qua bên trái thì nó cái viên cạnh nó không nằm vị trí này mà nằm ở vị trí này thì không được nha các bạn. Trong trường hợp này á, mình phải đưa làm sao cái viên cạnh nằm ở vị trí như thế này nè. Đưa về trường hợp 1 thì mới được. Thì để làm như vậy á thì các bạn xoay cái mặt màu trắng nè cho mình ha, xoay về, các bạn cứ xoay cái mặt màu trắng này nè đó, miễn làm sao các bạn xoay trên tầng 3, miễn làm sao cái mặt màu trắng này nó nằm ở vị trí bên trái cho mình hoặc là vị trí bên phải cho mình, nó nằm gì nè đó, và xoay đến khi nào mà chúng ta không còn gặp cái cặp FL nào ở đây á đó. Chúng ta xoay đến khi nào mà không còn gặp cặp FL nào ở đây á thì chúng ta có thể chuyển từ đây qua đây được. Ví dụ như đây nè, có cặp FL nè. Đó, là không được nha các bạn. Chúng ta không làm được nha. Chúng ta xoay về đây, có cặp FL rồi nè. Đó. Là không được nha các bạn. Xoay như đây, có cặp FL nè. Chúng ta cũng không thể làm được. Và xoay đây, không có bất kỳ một cặp FL nào. Đó. Thì nếu mà không có thì các bạn đưa xuống nè. Đưa qua. Trả về vị trí cũ. Đó. Thì chúng ta về trường hợp 1 rồi. Đó. Rồi mình bắt đầu phương pháp ướm, tại vì đây không có FL chúng ta có thể ướm được nè. Không được nè, trả về, đưa xuống, đưa chiều ngược lại, đưa về vị trí cũ đó, thì chúng ta đã có được FL. Không quá khó phải không các bạn? À, mình có một lưu ý khá là nhỏ thôi cho các bạn ở cái trường hợp 1 là đây là một ví dụ trường hợp nha, một nha là màu trắng nằm bên tay phải, mình chọn màu đỏ và xanh lá ha, thì ở đây mình có gặp cạnh nè, đỏ xanh lá nằm vị trí này nè đó. Các bạn nhớ là trường hợp 1 là màu trắng nằm bên đây hoặc bên đây ha, viên góc này nằm bên đây hoặc bên đây đó, đó là trường hợp 1. Thì khi các bạn ướm lần đầu tiên nó thành công đúng không, thì hồi nãy là cái mặt mình xoay đã nằm bên tay phải đúng không các bạn, thì các bạn xoay về phía tay trái cho mình ha, rồi xong các bạn trả về, trả cái rod về, miễn làm sao nó không ảnh hưởng tới cái rod là được đó. Rồi sau đó là các bạn đưa về ấy thôi đó. Đây thì chỉ là một cái lưu ý nhỏ thôi, không có gì nhiều. Rồi sau khi các bạn đã xem hết tất cả các trường hợp của FL tự nghiệm, các bạn thấy thế nào? Nó hơi khó hơn một tí phải không? Nhưng mà các bạn cố gắng luyện tập và các bạn chú ý những cái điểm quan trọng mà mình nói đó, tức là mình phải làm sao mà tạo được một cặp như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Cái điểm mấu chốt của phương pháp FL là chúng ta phải tìm được một cái cặp góc và cạnh trùng màu với nhau ha. Và mình khuyên các bạn là các bạn nên xem tất cả các trường hợp mà trong video mình đề ra thì các bạn sẽ làm được thôi. Thì có ba cái trường hợp đầu tiên là ba trường hợp khá phổ biến, nó xảy ra thường xuyên đó, thì các bạn tập trung vào ba trường hợp đó và những cái lưu ý nhỏ mà mình muốn nhắc các bạn á. Thì nếu mà các bạn xem tất cả các video đó đó thì các bạn chắc chắn sẽ làm được thôi. Ban đầu mình cũng vậy thôi, mình cũng lúc đầu mình làm cái trường hợp FL từ nghiệm này nè, nó cũng rất là khó khăn đó. Thì một thời gian mình cố gắng mình luyện tập đó, rồi từ từ thì mình sẽ hiểu ra được cái nguyên tắc đó. Thì nói chung là khó khăn thì ai cũng khó khăn, mình lúc đầu mình cũng không biết làm phương pháp này thì cũng gặp những khó khăn ban đầu thôi, rồi từ từ mình luyện tập, mình đó mình luyện tập nhiều thì mình sẽ từ từ mình sẽ có được cái kỹ năng cũng như là mình sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm, rồi sau đó là mình có thể hoàn thành được cái FL đó. Thì các bạn cố gắng thì chắc sẽ thành công, mà lời khuyên của mình cho các bạn đó là nên xem tất cả các trường hợp đó. Và cái điểm mấu chốt
là nằm ở mình phải làm sao tạo được cái cặp cạnh như thế này đó. Thì mình mong các bạn luyện tập cũng như là cố gắng chú ý những gì mà mình đã hướng dẫn trong video thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn cho mình một like và subscribe. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công nha.